mà trên cái chuyện trên đề Thái Văn nên là nói chung là nổi da gà, cái chuyện dài lắm không biết được. Nhưng mà lần đầu tiên vô chỗ này đây chứ còn em chạy xe đi miết mà anh cũng không dám dừng lại. Em không dám dừng lại chứ. Giống như là chị nói là bị tâm linh rồi đó. Tâm linh đó. Mà chứ bình thường á, bình thường là hay ngồi nó mấy mấy cái miếu nhỏ này nói chuyện. Ngồi mấy cái miếu nhỏ nói chuyện. Miếu đấy. Đó, hình như là em nhớ là ở đây có cái miếu phía trên đó, kia đó chị ha. Kia là một miếu, chưa chưa là lên đến đấy. Đây 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 có cái miếu đấy, chưa là cái cây này. Không có là chuyện. Được một mình rồi thôi. Mà không bị lâu chưa chị? Chắc cũng chân cũng cần hơn 2 năm rồi. Mà em thấy ông anh này á, giống như là ông học rất là giỏi chị nha. Giỏi lắm. Mà xuống mua đồ là tình tiền nhanh lắm. Phải đó ha. Mà ăn nói lịch sự đàng hoàng lắm. Ăn nói lịch sự đàng hoàng lắm hả? Lịch sự đàng hoàng này thì dù giống như vô tấm quả em mua hàng mà khách họ thẻ tôi là họ nói thích chị đừng có lời tiền không. Dạ. Là họ chó luôn. Dạ. Là biết họ chó cái đất tới bốc tới cảm ơn đàng hoàng. Dạ. Dạ, xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì mấy anh em cũng đang ở nhà cô Minh về quý vị ơi. Thì trên đèo Hải Vân cũng có một cái trường hợp hoàn cảnh của anh Trung. Hải cũng được cô chú anh chị trên kênh của Hải chia sẻ đó ha. Dạ, anh Trung thì anh bị không biết cái vấn đề về tâm thần hay là tâm linh cả nhà. Nhưng anh ở trong cái ngôi miếu hoang á dọc. Dạ. Mà anh nói chuyện giống như kiểu là người của thế giới nào vậy đây. Dạ. Bây giờ cũng chập tối rồi cả nhà. Bây giờ anh em cũng lên trên này. Ở trên này thì bây giờ có đoạn sương mù rồi cả nhà. Đoạn trời thì bình thường nhưng mà có đoạn sương mù rồi đó. Thì ghé vô thăm anh chút sau ha. Mà không biết là có ở đó hay không nữa. Sợ chứ. Chào anh. Ủa sao anh lên đây anh ngủ luôn đây luôn hả? Ở đây anh khỏe không? Khỏe gì hết rồi. Khỏe mạnh lắm hả? Dạ khỏe mạnh á. Còn bữa nay làm gì nữa chứ? Dạ. Ui dạ. Dạ thấp hơn rồi. Đi chơi nó thấp nhang hả? Dạ đi lên thấp nhang thấy anh ở đây. Đi chơi có gì đâu. Dạ. Ở đây chơi chứ gì đó. Dạ, anh nằm anh ngủ luôn đây anh hả? Ừ. Dạ. Anh có ăn uống gì chưa? Ăn uống rồi. Dạ. Đi anh ăn gì anh? Nhà mấy ba đưa cơm ăn rồi. Dạ. Anh ở đây suốt vậy đó hả? Ngày nào cũng ở hết á. Ngày nào anh cũng ở đây. Đi xuống đi làm mà. Dạ. Thì có việc gì vậy? Dạ, ý là lên đây thăm anh chút. Thăm có gì cho anh đi qua. Dạ. Không có bỏ nước mà thấp nhang chứ tự nhiên cho tôi hỏi sao tôi về nhà nữa. Dạ. Ồ anh đang ở trong ở đây là cái miếu cả nhà ơi. Để vào thắp hương nhưng mà ở đây gọi là miếu ông cù rùa anh hả? Dạ. Gió quá à. Không được à. Ở đây gọi là thôn Lan Cô. Dạ, thôn Lan Cô anh hả? Dạ. Dạ. Mấy chú người lớn ở thành phố mà. Dạ, dạ, dạ. Anh Trung thì năm nay anh Trung mấy tuổi em cũng quen rồi hả? 26 tuổi. Anh 26 tuổi. Anh Trung vào nhìn anh Trung là rất là giống ca sĩ Đăng Vâu hả vào? Anh giống ca sĩ Đăng Vâu, anh rất đẹp trai luôn ha. Đừng vô được anh nào nữa. Ca sĩ anh, ca sĩ đây nè. Có anh Đăng Vâu gì đó, anh cũng chơi mấy chục nghìn đó. Anh ca sĩ Đăng Vâu có lên đây cho anh hả? Lúc nửa đêm. Đăng Vâu là có tiền về cho mẹ. Dạ. Lúc đó lúc nửa đêm á. Dạ. Anh chơi mấy chục nghìn đi ăn mì tôm đó. Dạ. Anh
Ôi lạnh dữ anh hả? Đây, ở đây là sát biển luôn cả nhà ơi. Mình đi ngang qua đây thấy anh nằm trên cái chỗ này biếu ngon cả nhà. Hả? Anh không lái, giờ ai cho ảnh gì anh cũng không lái hết trơn á. Em làm biển ở đây nè. Dạ, ai làm biển. Ý là anh này á, là ví dụ như quần áo mình ai cho anh cũng không mặc hết trơn á. À, khổ vậy đó chứ. Ở đây là gió cả đi mà tự nhiên các bạn có mặc. Giống như mấy anh về không muốn ăn mà về phải đi mua chứ. Dạ dạ. Tối anh ngủ đây luôn anh hả? Không mấy anh ngồi chơi. Dạ dạ dạ. Ngủ luôn ở đây á dần. Đúng rồi. Ở đây là có một đi ngủ. Mấy chú có ngủ không? Ngủ thì ở nằm cái đường ngủ. Anh cũng được bình thường. Hình như mấy chú cũng đi như là. Dạ. Sức giàu cho anh chơi giàu. Anh sức giàu không? Cái giàu này thơ lắm. Hả? Cái này sức giàu. Không sức giàu. Có gì thì bác sĩ. Dạ. Yeah. Ồ. Anh ăn gì chưa? Ăn chứ ăn cơm rồi. Dạ, yeah. Cháu anh kêu cháu hả? Cháu. Anh năm nay là 26 tuổi phải không anh Trung? 26 tuổi. Ủa tóc anh sao anh không hớt mà anh để dài vậy anh hả? Không hớt, trong làng chưa cho tiền hớt. Dạ? Yeah. Trong làng chưa cho tiền hớt. À trong làng chưa cho tiền anh hớt. Không chưa có cho tiền. Dạ. Yeah. Vậy em cho tiền anh hớt tóc ha. Tự nhiên khi không được rồi, tôi đi đâu? Đúng không? Đâu ý là em cho tiền cho anh để anh hớt tóc được không? Không được. Không được luôn hả? Không à? Hớt được. Giống như anh vậy có ba có mẹ đúng không? Dạ. Ba mẹ anh chưa cho rồi anh cái thằng người ngoài nó tới nó cho tiền rồi ba mẹ anh cho anh đi đâu? Đúng không? Anh rất đẹp trai, thấy cũng anh hớt được không sao? Chưa có được. Chưa được. Người lớn trong nhà chúng giống như mấy ông chị ngoài đường này mấy ông không chưa? Dạ. Anh nói chung là anh Trung á hãy cũng nghe bà con ở đây chia sẻ cả nhà. Năm nay thì anh 26 tuổi nhưng mà trước đó thì anh ở đâu Nha Trang Khánh Hòa đó thì hoàn cảnh gia đình anh thì cũng có mấy anh em đó cả nhà nhưng mà cũng lo chữa bệnh cho anh á thì cũng mới bị gần đây thôi rồi cách đây cũng 3-4 năm là anh cứ lên đèo Hải Vân này anh ở trên đèo Hải Vân anh lên phía trên cha kia đó anh ở trên đèo Hải Vân này dạ. Nên thầy cũng muốn chia sẻ cái video này thì mong muốn là anh có hữu duyên được biết được ai đó ha giúp cho ảnh chữa cái bệnh thì hãy nghe rằng là ảnh cũng học rất là giỏi học giỏi lắm cả nhà anh nói chuyện cũng rất là tri thức luôn đó, nhưng mà bị có vấn đề về thần kinh hay là vấn đề về tâm linh đó, thì hãy cũng không biết sao thì hãy chia sẻ video thì cũng mong được mọi người giúp đỡ cho anh ha. Dạ, giúp đỡ về cái bệnh tật cả nhà. Chứ còn về tiền bạc thì đôi lúc cho anh cũng không nhận nó luôn. Dạ. Ủa anh hay uống Sting anh hả? Ngày nào cũng uống á. Ngày nào cũng thích tiền. Dạ, anh uống là Sting. Thích nhất Sting đó hả anh hả? Sting viên. Dạ. Thích nhất á. Dạ. Vậy dạo sao miền Tây anh ở miền Tây miền Nam hả? Anh đâu anh á hồi xưa là anh ở Vũng Tàu anh ở đâu đúng không? Vũng Tàu thì gần đây chứ mấy ý là Vũng Tàu á Bà Rịa Vũng Tàu á anh nói cái giọng anh là ở miền Nam hồi xưa anh ở miền Nam anh ở miền Nam anh mới về mà đúng không anh? Cái giọng Huế giọng người Huế anh đâu ra mà có giọng người Huế nó trong pháp luật á nói cặp lại giàu cũng hơi ra đầu á nhưng mà hồi xưa là anh khỏe mạnh bình thường vậy đó ở đây thì ai nói được giọng người Huế đúng không chỉ có trong pháp luật nhà nước mới có nói não chưa có nghĩa là lúc trước á là anh là một người rất khỏe mạnh bình thường nhưng mà cách đây 3-4 năm á là tỉnh vậy đó nhưng mà thật sự là không phải vậy. Nhưng mà đến 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 thì gặp được
có dạ, chuyện gì để nói là không? Em ghé thăm anh chút, với lại gửi cho anh một chút quà tiền thì để anh đi mua đồ ăn được không? Cho tiền nữa hả? Dạ. Rồi nhà anh... ba mẹ có đánh không? Cho tiền là ba cho, mẹ đánh. Cho tiền người ngoài. Mua nước uống à, hả? Anh mua cơm đồ ăn ha. Cơm, vì hôm trước thì có lên đây lần nhưng mà cũng không gặp ảnh cả nhà. Có đeo quần áo nhưng mà cái chị ở phía trên kia nói là ai cho họ không lấy trơn á. Quần áo là anh không có mặc. Có xong có lấy bếp. Mà cũng hết lấy bếp. Lấy bán hả? Ý là em cho anh lấy không? Chứ lấy chứ xong lấy. Vậy nhưng hả? Mà lấy mà không hết là đem bán. Không lấy thì bán hả? Chứ để về quê chứ để đi xuống dưới đó người ta có nhiều mà không chịu cho ai. Cho anh. Dạ. Hả? Dạ, dầu ha. Dạ. Mấy chú dầu tiết bồ. Dạ. Hồi nãy tưởng ngủ được luôn á. Không biết là... Dạ, cho cháu cảm ơn. Mà chú quay về rồi sau này cháu đẹp trai nó chú xấu xíu. Dạ. Yêu hả? Dạ. Chú anh nghĩ anh đẹp trai quá dầu hả? Có nhà yêu là nhà nước bán. Dạ. Có nhà yêu, có người yêu á. Có người yêu à. Anh có người yêu chưa? Chưa, gọi là có nhà yêu vậy đó. Có nhà yêu hả? Người yêu á, nhà yêu á. Dạ. Anh hồi xưa anh em nghe nói là anh hát hay lắm đúng không? Em á. Hả? Anh hát hay giống như ca sĩ luôn á. Cái đó có. Có đúng không? Đi học vậy đó. Xưa anh đi học. Anh nghe nói là anh học tới đại học luôn đó. Học đại học luôn hả? Dạ. Vậy chú nghe ai nói? Cái chị ở trên kia nói. Cái chị quán này hả? Dạ. Đúng, cháu cũng có học đại học. Đại học pháp luật á. Dạ. Ý là hồi xưa hãy nghe nói là anh học giống rất là giỏi luôn nhưng mà bị có vấn đề gì á, không biết thất tình hay là sao đó mà giờ là anh quay mọi ký ức hồi xưa vậy đó, hồi tỉnh hồi mê vậy đó. Dạ. Dạ. Nên thì lúc giàu nói chuyện của anh Cấp là nghe kiểu nhiều cái thế giới trong đó quá đúng không? Nhiều cái thế giới. Đói. Đại học học rồi là người ta không có bị gì hết á. Dạ. Giống đúng như không? Hải cũng có ông cậu á. Hả? Anh hát hay lắm, như ca sĩ luôn đó. Dạ. Dạ. Cho chú cảm ơn tiền nha. Dạ. Giờ anh em tới nhà anh được không? Dạ được. À. Nhưng mà ba mẹ thì qua đời rồi. Dạ. Còn mấy ông anh thì nó hơi bị xạo á. Có lý hơn là nó hơi bị quậy phá. Mấy ông anh hơi bị quậy phá hả? Cho nên không có ở lâu được đâu. Dạ. Có nói thì cũng 1, 2 phút, 3, 4 phút, 5, 6 phút qua. Dạ. Mấy chú đi thì đi cho nó thoải mái. Chứ em gặp anh mấy gia đình anh không được hả? Gia đình cháu thì mất rồi. Chết rồi á, người đã chết nè. Không, ý là gặp mà mấy người anh á. Xuống gặp mấy người anh gặp không được hả? Ý là gặp có được không? Mấy chú cứ tự nhiên chứ cháu đâu có biết gì đâu. Cháu đâu có quyền gì đâu. Anh với em là bạn tuổi nhau mà sao anh lại gọi là cháu lại vậy? Em á ha. Thế em nhỏ hơn anh nữa đó. Vậy là mấy chú chưa có biết nữa ha. Dạ. Chứ mấy chú biết cháu học được đại học rồi đúng không? Dạ. Vậy là phải biết cháu làm người dân nữa. Dạ. Cái đó mới dễ nói chuyện được. Người dân hả? Làm người dân nữa. Người dân hả? Đúng không? Dạ. Cháu, mấy chú xác định là cháu có đi học. Dạ. Nhưng mà học hết đại học rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Là học được đại học rồi. Dạ. Cháu mới nói cháu có học đại học pháp luật. Dạ. Mấy chú phải đi tìm, đi ăn, đi làm, đi sinh sống trong nhà nước vậy nè. Dạ. Trong thôn, trong làng cứ nói chuyện với cháu vậy nè. Dạ. Vậy là sau này mới biết được cháu làm con người nè, làm người dân nè. Dạ. Rồi làm em hay làm cháu, làm anh, làm chị vậy đó. Dạ, dạ. Cái đó cháu mới nói được nữa. Giống như là mình xưng hô với nhau là anh em chứ. Dạ, đâu nhưng mà hô. Sau này. Dạ. Còn bây giờ nói ra giống như nó xạo. Dạ. Khó nói lắm. Cái này chẳng... nổi não rồi đúng không? Cái này chẳng qua cháu ở gần nhà. Dạ. Cháu mới nói là cháu hay là nam hay là nữ vậy. Dạ. Đúng không? Anh chia sẻ lại đây để có ai giúp được cho anh đó. Về cái vấn đề bị bệnh đó. Tâm thần hay là tâm linh hay là sao đó ha. Tâm thần đó. Dạ. Đâu phải đâu. Cháu cũng nằm bệnh viện tâm thần về nè. Anh cũng ở bệnh viện tâm thần về đó hả? Có. Dạ. Có đi học là đường nào cũng có đi hết á. Dạ. Đường nào cũng bị nhà nước cho đi bắt. Dạ. Đi hết. Mà lần đó là cháu bị bắt đi luôn. Dạ. Em á, em bị bắt đi luôn. Dạ. Bị ông anh hai đưa lên xe, đưa vô bệnh viện luôn. Dạ. Đóng tiền đàng hoàng luôn. Đưa quên đi đường chậm thu phí á. Dạ. Mấy chú ngồi cho ấm. Dạ, dạ, dạ. Ra Huế ở đường nào nó cũng lạnh. Dạ. Lạnh quá anh ha. Nó lạnh
hấp dẫn lắm. Có nhờ ở đây là biển thì gió vô lạnh ghê lắm mà anh ở đây anh nằm ngủ luôn ở đây. Nhưng mà cháu lớn lên từ nhỏ ở đây thì cháu ở nó quen. Dạ. Sao mấy chú đâu ăn ở lại cháu được đâu. Dạ. Đâu ăn ở bằng cháu được. Dạ. Mấy chú ở dân thành phố vậy cũng không ăn ở bằng cháu được, đúng không? Rồi tối rồi đi ăn ở đâu? Tối anh chú dưới này mua đồ ăn, anh biết mua đồ ăn mà. Xuống với mấy ông bố nè. Dạ. Thấy là cháu học nhiều cái thế giới quá, cái nó bị rối não. À. Nhưng mà bác sĩ người ta nói cháu hết bệnh. Bác sĩ nói anh hết bệnh rồi hả? Dạ. À. Cho cháu đi về đàng hoàng chứ không thôi giờ này nó bắt rồi. À. Làm gì mà gặp được. Dạ. Đúng không? Cái con người dễ lắm. Dạ. Một là nó bị bắt, còn hai là nó khỏe mạnh. Dạ. Đúng không? Anh ở đây anh có sợ không anh? Dạ sợ chứ. Sợ gì anh? Sợ mấy thằng tội phạm. À. Chứ còn sợ gì nữa không? Sợ ma nữa. À, sợ ma. Dạ. Nhưng mà sao anh lại ở đây mà anh không xuống dưới kia anh ở? Xuống dưới đó đâu có được. Làm ăn. Mình còn đi làm ăn nữa. Dạ. Ở trên này cả nhà thì cũng có rất là nhiều cái câu chuyện vào ra đây anh chỉ cho vào đi. Mình cũng nghe là có một hãy cũng nghe đó cả nhà thì ở đây cũng có rất là nhiều cái vụ tai nạn giống như ở gần ở chỗ này cả nhà. Mình cũng không biết là cái câu chuyện đó ra sao thì cũng có rất là nhiều người mắc ở trên này á vào. À, trên đèo này, trên đèo này. Nói chung là anh em cũng muốn chia sẻ để giúp cho anh này là để có ai biết chữa bệnh được tránh. Nói chung là nói chuyện như người âm á. À. Nói chuyện như cái giọng người Huế đâu phải như đây đâu. À. Nói chuyện như âm, nói chuyện chập loạn nổ luôn mà. Có nhiều cô chú anh chị đó là chắc là anh xưng hô mình em nghe là cháu với chú. Cháu. Mà hãy nghe anh đó là cái chị trên kia chia sẻ là anh học rất là giỏi. Hình như là học đến đại học luôn á, sao đó cả nhà. Dạ, nhưng mà không biết sao anh bị lên đây là cũng 3-4 năm á. Dạ. Nói chung là gia đình mấy anh em á là giờ cũng có đưa đi bệnh viện tâm thần rồi đó. Nhưng mà không có chữa được cả nhà. Rồi giờ mấy anh em cũng bó tay rồi. Thì anh hay đi thường ở là anh lên trên đèo ở trên cái dòng suối kia nữa. Giống như anh xe thác vậy đó. Dạ. Đi không biết giờ là anh đi đâu. Dạ. Mình đi lên đây chút thì chắc cũng về vậy. Chứ giờ cũng chia sẻ rồi cái những hình ảnh này ha. Mình chia sẻ những hình ảnh này rồi lúc là cũng có ai đó sẽ giúp. Hy vọng rằng có ai đó sẽ giúp cho anh. Đây này tự nhiên em sợ quá hả? Giàu nãy giờ sợ cả nhà. Nhưng mà sợ lắm. Cũng rất sợ lắm. Đi đông đi với đi mình em là không dám vô rồi. Cháu với chú hả? Anh cũng không được bình thường đó cả nhà. Nói chung là nghe mà tên cái chuyện tên đèo Hải Vân đi là nói chung là nổi da gà. Cái chuyện dài lắm, không biết được. Nhưng mà lần đầu tiên vô chỗ này đây. Chứ còn em chạy xe đi miết mà anh cũng không dám dừng lại. Em không dám dừng lại. Vô chia sẻ anh chứ. Được ai giúp đỡ thì em lên đây thăm anh Trung một chút nha. Dạ. Dạ, chúc anh Trung mạnh khỏe anh Trung ha. Dạ, chúc mấy chú khỏe mạnh. Dạ. Mấy chú. Dạ. Mấy chú cầm xe lên giùm chúng. Dạ dạ. Dạ chú. Làm cho nó gọn gàng cái này. Dạ dạ. Đội nướng. Không cho bị sợ bị sida. Bệnh tật á. Bệnh tật. Tại cháu có nằm viện giờ cháu biết. Dạ. Bác sĩ người ta có nói hết á, có thông tin hết á. Dạ dạ. Có thông tin cho người dân. Dạ. Anh Trung mình như anh có giữ tiền rồi bình thường chứ hả? À, dạ bình thường. À. Tiền nhiều bao nhiêu cháu giữ cũng kịp. Giữ cũng được á. Có ăn uống gì đi mua đồ ăn thì dạ. Đi mua đồ ăn thì ngày nào cũng đi hết á. À. Thường cháu thường thấy em ở ngoài đường cái đó bình thường. Dạ. Ngày nào em cũng đi hết á. Dạ. Có mấy lần nằm bệnh viện là em không đi thôi. Dạ. Với lại có mấy lần ở nhà làm nghề á, làm nhôm kính em không đi. Để mình gửi cho anh thay mic nữa đi. Chứ
trời mưa lạnh đó ha. Dạ thôi, như đây đúng rồi. Dạ. Như đây đúng cho em rồi, vài bữa đến gặp em nữa, đến thăm em nữa, đến chơi em nữa. Có nhiều quá, người ngoài người ta cũng chửi á. Ê? Có nhiều quá, người ngoài người ta người ta họ chửi hả? Vì anh biết sao không? Còn nhiều thằng khác nữa. Cái thằng nào nó cũng giống em á. Sao nãy đem áo lên anh mặc được không? Em đem áo lên anh mặc được không? Em gửi cho anh mấy cái áo ấm hỉ. Anh có mặc không? Em gửi em đem lên cho anh. Dạ thôi, em nói thiệt luôn em không có mặc. Nhưng mà cho em nhiều thì em đem bán được, có tiền được. Cho được thôi, cho tiền anh rất. Hả? Thí dụ như đem đi bán rồi xây nhà về nó. Em cũng có cái mới này nè. Mà chưa có mặc được. Dạ. Mấy anh đi vô rồi em lấy đợi cái nào mặc được em mặc. Mình đi đi ha. Chung giờ cũng gần tối rồi cả nhà ơi, chẳng vạn rồi hãy cũng rồi, ra ngoài đường rồi người ta kiếm chuyện với em á. Mấy anh thân thiết với em quá người ta kiếm chuyện. Dạ dạ. Không phải dễ thương đâu. Dạ dạ. Chứ phải dễ ăn tiền đâu. Dạ dạ. Nghe nói anh hấp hai lắm, anh hấp bạn đây một bài. Dạ. Em á. Dạ. Nghe nói hấp hai lắm. Tặng cho em bài không được không? Hát hai. Hay là em cho anh chơi dầu đi đi thì anh sức thơm lắm. Sức dầu gì ha? Dạ. Em dân lao động mà em đâu sức dầu. Không, ý là trời nó lạnh á anh. Dạ, trời lạnh. Đừng quên lời trời lạnh là mình chất vô lạnh ấm lắm. Cái này nước ngoài lắm á. Đúng rồi, nước ngoài. Hay là anh có sức dầu không? Dạ em sức giùm chưa? Không, em sức chứ. Dầu cùng mới luôn. Đó này. Dầu mới tươi đâu. Dầu này ở Mỹ luôn. Mỹ đúng rồi, ở Mỹ anh. Đó này, em sức nè. Tự sức cho em. Rồi, rồi. Đứng cho anh đó. Mỹ. Dạ. Để trong đó có gì tối là sức cho em đỡ được. Em có. Chú có dùng không chú? Dạ không ạ, mấy thằng em có hết trơn rồi. Dạ. Rồi đưa tặng cho anh với dài dầu hỉ. Dạ, cảm ơn. Tại là em tặng lại một bài đi. Tặng lại bài hát được không? Bài hát á. Ờ, anh nghe hát hay lắm mà. Anh hát thì tặng cho em bài đi. Dạ. Tặng cho em bài hát. Em nghe truyền hình thì được. Em xem tivi á. Giờ này sao mà em nói được, lỡ cái ca sĩ nó đánh sao? Ca sĩ chửi. Đánh sao? Mấy anh ở thành phố anh cũng biết, bông dạ. Chiên là ca sĩ nó chửi á. Ca sĩ người ta người lớn hơn. Dạ. Học trường cao cấp đi. Dạ, không. Thôi em đi nha. Dạ. Em cảm ơn mấy anh tiền ăn uống khỏe dạ. Mạnh. Dạ. Hẹn gặp lại. Dạ dạ. Dạ. Ngày nào mấy anh đến anh cũng cho tiền hết á. Dạ. Thì mấy anh hỏi sao em nói vậy thôi chứ em dạ. Cũng khó hiểu lắm. Dạ. Khó chịu nhiều lắm. Dạ cũng không hiểu nói tự nhiên sao mình lại gặp được. Đúng không? Rồi em đi nghe. Dạ. Dạ dạ. Người sống trong nhà nước đi rồi từ từ cũng gặp được. Dạ dạ dạ. Vì ngày nào em muốn đi hết á. Dạ. Anh dạ. Rồi rồi em đi nghe. Dạ, tạm biệt anh. Dầu thấy căng quá à dạ. Căng quá. Không lòng hiểu được hả? Lòng nổ đang hiểu được, anh hiểu không? Hiểu chỉ nổi tí mà nên rối não luôn dạ. Rồi. Dạ. Thôi bây giờ mình đi lên đi. Đi dạ. Thấy ngay điện thoại. Ra đi con. Ờ, chị biết ông anh là ông sống được ở đây là mấy năm rồi chị? Ờ, theo như em biết là năm ngoái là ông ở đây rồi. Dạ. Nhưng mà khi trước là ông ở trên kia, trên cái suối, con suối trên kia. À, trên con suối trên kia. Suối trên kia, ta nói chung là buổi sáng nó đi xuống, buổi sáng đi xuống, nghĩa là khi ngủ trên đây là năm ngoái là ngủ trên kia, giờ buổi sáng đi xuống đây, xuống từ một phía kia, ai cho ăn thì ăn. Dạ. Còn bữa là mấy chiếc xe bồn họ đi ngang, xe chăn dâu họ thấy họ tồi là họ cho tiền, dạ. Cho thức ăn. Rồi là năm đầu sáng là năm nay là trên này bị kiểu mấy kiểu mưa gió không có chỗ là ông về gì kia cái miếu ông rùa yeah. Là ông ở gì nữa yeah. Ở gì là một thời gian là có thời gian cách đây là 2 tháng 3 tháng thực á là có mẹ người cùng bị như ông đó ông biết là có phải ông không mà về nữa bé ông sợ quá là ông lên chỗ em ông mơ tủ lại là ông ngủ đi kia đó đi kia yeah. Sofa phá kia là từng ngày lại là ông đi tụi long về là ông ngủ nhưng mà tụi con nhỏ lắm chứ không phải cái ông mất ôi vậy đó năm nay là mới 25 tuổi đến 26 tuổi thôi nhưng mà sao nhìn thấy già quá hả già là tại vì ông đi thì cũng hẳn đi hẳn cậu cháu có đôi rí hết có thể cháu rí có thể người già chứ thực ra là mới 26 tuổi thôi dạ người nhà ở đây người nhà ở đây nhưng mà người nhà sao không đưa về ở nhà mà bố mẹ mất hết rồi bố mẹ mất hết rồi hả bố ông là mất cái lâu rồi dạ tại vì nhà hồi xưa là nhà ông là ở sau lưng nhà em sau lưng nhà chị luôn hả là em biết à. Hồi nữa là ba ông tồi lắm bị ông thư chết ba bị ông thư chết đã chết lâu rồi
khi nữa là nhà có 5 anh em nữa, 5 anh em trai. Dạ. Từ khi ba mất kể là mẹ dắt vô Nam ở. Mẹ dắt vô Nam ở. À, hàng chi mà nói cái tiếng miền Nam, chứ không phải là tiếng ngoài Huế mình. Đúng rồi, vô miền Nam ở, ở một sau đó là như là mẹ cũng bị mất luôn rồi, mẹ cũng bị ung thư cũng mất luôn rồi. Mẹ ung thư mất luôn. Rồi là không biết ông sau nữa với ông ở xong với ông về lại đây. Dạ. Ông về đây là chưa hiện tại là ở Lăng Cô là có một ông chủ. Dạ. Ông bác, một ông bác chứ, vậy là ông anh trai. Dạ. Ông anh trai thì có vợ hiện tại ở trên làng Đông Dương. Dạ. Là khi nãy là ông ở trong kia nghe kỹ là ông ở trong miền Nam gì là về. Dạ. Ở nhà ông anh. Ồ, mà nghe em thấy ông anh này á giống như là ông học rất là giỏi chị nha. Giỏi lắm. Ồ. Xuống mà mua đồ là tỉnh tiền nhanh lắm. Phải đó ha. Mà ăn nói lịch sự đàng hoàng lắm. Ăn nói lịch sự đàng hoàng lắm hả? Lịch sự đàng hoàng này thì dù giống như vô trong quán em mua hàng mà khách họ thẻ tôi là họ nói thứ chuyện đừng có lời tôi không. Dạ. Là họ cho luôn. Dạ. Là biết họ cho cái đất tới cũng tới cảm ơn đàng hoàng. Dạ. Lịch sự rồi chúng đang rồi chúng ta không phá phách ai cho thể là ăn cho thôi không có mà cướp trực giống như mẹ người kia ngồi. Dạ, được. Dạ. Rồi ai đi ngang lại đã cho rồi cảm ơn lịch sự rồi tụi đã lên bên đây ngủ. Mà sao ông ngủ trong đó không sợ luôn á chị hả? Không. Nói chung là như là thằng quen là sống của họ rồi. Hồi xưa là ông ở phía trên kia nữa luôn á, trên đèo kia luôn á. Không, chưa là hồi đèo cách đây cách quả em khoảng đô la 500 mét á. Dạ. Ở trên kia có một con suối. Ở trong suối luôn. Ở suối luôn. Wow. Mà nằm ngoài là chung em á, là chung là thẻ ông tôi á, là cứ đi tìm có thứ ông ở dưới mô, mà tìm ra. Tìm vậy ra. Là hồi xưa chắc ông học giỏi là ông cũng học đại học rồi đó phải không chị hề? Hay sao? Không biết không biết là học tới cái trong ngôi nhưng mà khi ông nói chuyện á là có vẻ ông nói chuyện là có vẻ là em học rất chi là giỏi đó. Dạ dạ. Nói chung là nói chuyện hay lắm. Gia đình thì mấy anh em có bị không chị hay là không? Không, đúng thôi, tại vì nghe mẹ là khi ở trong Nam là về bình thường. Ở trong Nam về đây bình thường. Bình thường như giống như người bình thường đi. Nhưng mà không biết vì lý do chi tự nhiên là ở một thời gian mới bắt nói ngôn ngữ mình là chuột mình rồi. Từ mình là chuột mình một mình rồi. Tự nói chuyện một mình vậy đó. Là, giống như sợ là bị bệnh về không biết vì sao mà chập gì mà ra nghỉ đi ở. Ra nghỉ đi ở. Nghỉ đi ở, nghỉ đi ở chung nhà ông cũng đang nghỉ đi cũng gần. Dạ. Ở đó một thời gian khoảng nửa năm, phải nghe không biết là nửa năm á. Dạ. Mới có người đó nó uống bữa ra. Người dân người đó thẻ tôi bất kỳ giống như lâu ái cho gà cho đôi rồi là họ thật xin dâm. Dạ. Xin chăm cho ông. Dạ. Tôi nhờ một cái người mới đó nấu ăn cho ông. Nấu ăn xong nó đem ra. Bây giờ một thời gian cầm nửa nắm thôi. Bây rửa ra lên đeo. Giống như là chị nói là bị tâm linh rồi đó. Tâm linh rồi. Mà chứ bình thường á, bình thường là hay ngồi nó mẹ cái miếu nhỏ này nói chuyện. Ngồi mấy cái miếu nhỏ nói chuyện. Miếu này. Đó, hình như là em nhớ là ở đây có cái miếu phía trong đó, kia đó chị ha. Kia là một miếu, chưa là lên đến đấy. Đây đây có cái miếu này, là cái này. Không có nói chuyện. Chuột một mình rồi thôi. Mà không bị lâu chưa chị? Chắc cũng... Chắc không cần hơn 2 năm rồi. Tại vì có hoài ông bánh hắn. Mà dạ. Đang mà ông dắt hắn về. Mà để đi tôi nữa. Dạ. Bánh nói có dắt về chứ. Dắt về mà hả không chịu về. Dắt mà không chịu về. Không chịu về. Dạ. Như chưa hiện tại áo quần rất thật rồi. Mà em đem đồ lên. Rồi thấy đi. Cả thấy đi là họ không cho tiền mô. Đồ họ bắt chết là hắn nào không. Em thấy được hồi răng rứa. Nói là em thấy là họ bắt. Ồ, thay là họ bắt hả? Họ bắt em cho nên em thay. Mặc cái mà hiện tại mặc đồ rất thật rồi. Dạ dạ. Rất trớn luôn mà đem đồ lên nó được dục cũng hết rồi không mặc nơi mà nói răng thấy áo quần. Nói không em thấy áo quần mắc hết trơn rách cái mông mà không còn gì luôn mà. Không có gì rất rất đi. Rất vậy là bộ đồ nó là mặc mấy năm nay rồi đó. Không. Mới mặc khi vừa ra tiệc Tết thôi. Ra Tết này là cũng gần năm rồi. Dạ. Nói chung nó cũng có tắm rửa đàng hoàng. Tắm rửa là em dọn hàng về. Là ông nói cô chú cho cháu tới xin nước tắm. Nói tắm kêu cháu với lại chú không à chứ không có kêu giống không. Giống như ổng. Vậy chưa mà anh gặp là anh là chuyện nó cũng xưng cháu với chú thôi. Cháu với chú à. Nói chung là ai tới chị, xưng cháu với chú. Vậy thấy ổng đẹp trai mà giống ca sĩ Đăng Vâu không? Chị biết Đăng Vâu không? Biết. Giống không? Quá giống luôn ha. Điều biết thằng phía trắng hơn. Yeah. Trắng hơn cũng đeo bao nữa. Đeo bao nữa. Ông đeo bao nữa có về đây. Có về đây quay nè. Có về thị trường Lăng Cô quay nè. Đeo bao có về đây quay hả? Yeah. Quay về thị trường Lăng Cô. Dạ. Yeah, về đúng. Xuống Lăng Chai. Quay cái bắt cá gì đúng không? Đúng rồi. Đợt nữa ông mới về đấy mà mới về bờ hè nè. Dạ. Ông về
bà biển đang có quay này. Có quay bắt cá gì đó. Đó, có phải quay không? Có quay lang, dạ, lang dân dạ. Lang họ tới họ quay là quay này kia rồi đó. Ồ vậy đó ha. Con kiến chị, con kiến bò này chị. Dạ, phía tay tay chút. Vậy là em nghĩ thì chắc hồi xưa là ông cũng có đi học mà không đó. Có học tại vì là chuyện đàng hoàng mà nói chuyện lịch sử lắm ở trong miền Nam đúng không, chứ còn ở ngoài Huế thì nói chuyện đâu có giọng dễ nghe như vậy đâu. Ông nói chuyện trong kia à, ông nói chuyện trong kia tại vì hỏi là loại hồi trước em ở Vũng Tàu, Vũng Tàu chợ Vũng Tàu dạ tại vì có hỏi dạ và trời rắn mắng về nhà là không cháu không về nhà cháu không về nhà. Em nghĩ thì chắc anh cũng bị vấn đề về tâm linh đó, nghĩa là anh mới bị đây cách đây mấy năm thôi đúng không, chứ không phải là chắc rước tại vì người nhà là nói có đến chưa chưa hết mấy mấy trong chưa về đó anh chữa à ý là họ họ cũng chữa nhưng mà ý là họ chưa đụng đường ở răng dạ nghĩ là họ chắc họ chưa không không đụng đường, nếu mà họ đụng đường là chắc cũng đỡ rồi. Dạ 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 đó, ông hay nói chuyện với lại chị nói là anh hay nói chuyện với lại mấy cái miếu à, anh lại đó ngồi nói chuyện một mình ông vậy đó hả? Ồ em cũng muốn chia sẻ lên đây để có ai mà biết thầy nào mà giỏi ha chữa giúp cho ảnh ha, chứ tội còn trẻ mà hôm nay còn nhỏ mà năm đến mười 26 tuổi thôi à, 26-27 tuổi ha cái cơ thôi. Dạ dạ ồ vậy đó ha, rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha. Tôi lắm dạ đi ngang đi lại đây mà ngày mua mà không có thằng là tiêu bố cho ăn à, nói chung là anh rất là lịch sự đó, không có phá phách gì đó không, đúng không, không chị không không có chuyện tới đang hoang lắm. Dạ bây giờ ai mà đi ngang đây họ thấy không cho tiền hết. Dạ dạ nhiều khi họ vô họ gửi tiền luôn, gửi tiền này để cho thằng em nữa à. Tại vì biết là hay có em ăn á. Dạ dạ còn bữa là không có tiền nên nói cho dạ, đồ cô đó chị chỉ đó cho ăn. Dạ bữa họ khách cứ rồi họ thấy họ tôi dạ, họ dạ. Gửi lại tiền bữa này xe đi ngang đi lại đấy. Dạ mùa hè là có tiền nhiều lắm, khách họ du lịch á, họ đi du lịch họ hay cho anh hả, họ dân Hà Nội á họ cho dạ. Nhiều lắm dạ, nhiều khi cho 150 nữa để dành dạ để dành ăn cơm đó ăn cơm. Anh biết tiền đúng không, biết tiền biết tiền dạ dạ biết tiền đang hoang má dạ. Rồi cảm ơn chị, chị đang bán quán ở trên đèo này quý vị ơi, thì mình cũng nghe nãy có cô đi kia cũng chia sẻ đó, rồi gặp chị ở đây nữa thì chị cũng ở gần ở chỗ anh đó, cái khung cảnh của chị bán quán nước rất là đẹp cả nhà ơi. Ai lên đèo Hải Vân thì gái cuốn rồi chị ngồi uống nước nhìn ra cảnh biển này cả nhà. Đây là biển Lăng Cô này, có chỗ chụp ảnh đẹp chưa? Ờ đẹp quá chị ha. Dạ đây cảnh biển quý vị ơi, nhìn thấy rất là đẹp luôn á cả nhà. Rồi cảm ơn chị gái rất là nhiều nha. Dạ dạ.